Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại khu tại Hòn Chồng của thành phố Nha Trang. Và trước khi khám phá Hòn Chồng, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để thưởng thức một số bài nhạc từ các nhạc cụ của người dân tộc ở Nha Trang nha cô bác quý anh chị. Đây, ở trong cái khu này đây, mời cô bác quý anh chị theo Bùi Hồ nha. Bây giờ thì để cho gia đình mình cùng hiểu rõ hơn về âm thanh và cách chơi cùng những cái loại đàn có ở đây. Thì sau đây xin mời chúng ta cùng xem qua phần minh họa nhạc cụ truyền thống được trưng bày tại quán hội Nha Trang. Thank you.
chúng ta đã ghé qua không gian này. Tiếp theo thì chúng ta có thể cùng tiến ra phía sau để xem các bạn đã hùng chậm xin mời nhìn chúng ta đã theo dõi chương trình. Và những gia đình mới tới đó, chúng ta có muốn xem lại chương trình Giới Thiệu Nhạc Cụ thì xin mời chúng ta cùng tiến vào ghế ngồi và chương trình sẽ bắt đầu lại sau một vài phút nữa. Hiện nay thì gần 12 giờ và thời tiết rất là nóng. Nóng và gió của Nha Trang như thế này nhưng mà đầu trần rồi. Và để khi quay xuống này khám phá Hòn Chồng cho cô bác quý anh chị xem. Hòn Chồng này thì có một sự tích rất là đặc biệt. Và nơi đây mỗi một người một vé tham quan như vậy là với mức phí là 10.000 đồng cho một người. Nhưng mà 10.000 thì nó cũng hay ha. Tại vì nó cũng rẻ, không có mắc lắm. Và có hòn chồng thì phải có hòn vợ. Và hòn vợ thì nằm ở đằng kia. Bây giờ mình sẽ đi thẳng xuống đây. Hòn Chồng là một trong những địa điểm du lịch của Nha Trang. Họ khai thác du lịch rất là lâu rồi. Và bây giờ mình sẽ lên một bãi đá như thế này, gọi là hòn, nhưng mà nó không có xa đất liền lắm. Mình bước ra vài bước là nó đã tới rồi. Và khi mà đi đến Hòn Chồng này đó thì có rất là nhiều cái câu chuyện mà liên quan đến Hòn Chồng này, và có rất là nhiều giả thuyết đưa ra. Bị kẹt rồi. Đi đường nào ta? Tự khám phá tự đi. Đi đường nào để có tảng đá kia, tảng đá có bàn tay. Dạ. Và nơi đây là có tảng đá có bàn tay khổng lồ. Du khách rất là nhiều. Sang ăn đi cho nó đỡ phải nấu nướng các thứ. Mệt quá. Đây là nơi cần đến là cô bác quý anh chị. Đây là dấu vân bàn tay khổng lồ. 1, 2, 3, 4, 5. Có rất là nhiều tích liên quan đến dấu bàn tay ở Hòn Chồng này. Thì có một giả thuyết rằng hai vợ chồng đi thì sau đó người chồng mới ra đây, và người gì hai vợ chồng người vợ mới té, không may trượt chân và té xuống biển. Thì lúc đó người chồng mới đưa tay để cứu vớt người vợ, và một tay nắm tay của người vợ và một tay còn lại thì bấu víu vô bằng tảng đá này. Không may thì cả hai vợ chồng đều không qua khỏi tai nạn đó. Và hòn này được gọi là Hòn Chồng, tượng trưng cho một người chồng. Và gần đây cũng có một hòn gọi là Hòn Vợ. Và chúng ta nhìn thấy, nhưng dù sao đi nữa, giả thiết nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn thấy một tảng đá có một cái hình thù rất là kỳ lạ. Một tảng đá tròn cao nhất trong cái hòn này. Và nơi đây lại có một cái như là một lòng bàn tay của con người. Và lòng bàn tay này là lòng bàn tay phải. Ở đây chúng ta sẽ thấy được ngón cái nè. Ngay cả một cái kích thước đường kính này thì khoảng 1 mét. Và mỗi một coi như là một ngón tay con người thì ngay cả một bàn tay của mình ướn vô đây.
thì nó vẫn rất là nhỏ bé hơn so với cái bàn tay này. Vì hình thù kỳ lạ và dấu bàn tay kỳ lạ như thế thì người ta sẽ thiêu dệt những cái câu chuyện. Dù sao thì nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Nhưng mà chúng ta phải công nhận là sự tạo hóa của thiên nhiên, sự hùng vĩ của thiên nhiên, nó một tuyệt tác nghệ thuật của thiên nhiên thì nó hay đến cỡ nào. Đây là một cái bàn tay in sâu luôn nha các bác quý anh chị. Và tảng đá này rất là lớn luôn, nằm trôi lôi ở trên đây. Khám phá hòn chồng này cũng thử một cái ngón tay nè. Một cái ngón tay thôi. Ngón này bự nhất ở khu vực này, mát á, hay hơn và hấp dẫn hơn ha. Bàn tay hòn chồng, bàn tay người chồng. Gọi là bàn tay này là bàn tay phải. Tay phải hả? Bàn tay trái, đây là bàn tay trái. Tay này thì tay kia mới nắm người vợ được.